thích hợp là 28 độ C nhé. Đấy, thường 28 độ C, nhưng nó có thể dao động từ 28 đến 30 độ C. Đó, đây nhiệt độ thích hợp cho Leptospira nó phát triển. Đó, thế thì khi nó phát triển, chúng ta muốn quan sát được thì chúng ta sẽ lắc nhẹ, đó, lắc nhẹ cái môi trường, các cái đấy, nhắc lắc theo cái vòng xoắn nhé, theo vòng xoắn. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy trong môi trường đấy nó vẫn lên cái màu á, cái màu như là màu khói. Đấy, màu khói, màu khói thuốc lá. Đấy, thế thì cái khói á, cái mà chúng ta nhìn giống khói thuốc lá chính là xoắn khuẩn Leptospira. Đấy, thì đấy là khi nuôi cấy á, chúng ta quan sát được hình ảnh nó phát triển như vậy. Thế về khả năng đề kháng cũng giống như vi khuẩn giang mai, chúng ta thấy Leptospira nó chết nhanh trong môi trường axit, sống nhưng mà nó sống được hàng tháng trong đất và nước nhé. Như vậy trong đất và nước có rất nhiều xoắn khuẩn Leptospira và từ đấy có thể lây lan sang người ta. Về phân loại, dựa vào cấu trúc kháng nguyên, họ chia xoắn khuẩn Leptospira ra làm 20 nhóm. Mỗi nhóm có nhiều tuýp huyết thanh khác nhau. Mỗi nhóm có nhiều tuýp huyết thanh khác nhau, bao gồm 20 nhóm như vậy. Còn ở Việt Nam chúng ta, trong 20 nhóm đấy thì chúng ta thường gặp 12 tuýp, 12 tuýp khác nhau. 12 tuýp huyết thanh. Đấy, thì 12 tuýp huyết thanh này chúng ta thường nhận biết được ở những bệnh nhân hàng năm mắc bệnh giang mai, mắc bệnh Leptospira. Về khả năng gây bệnh thì chúng ta biết rằng là Leptospira gây nên bệnh Leptospirosis. Leptospira gây nên bệnh Leptospirosis ở người. Đặc biệt là ở những người hay tiếp xúc với động vật gặm nhấm nhé. Đấy, những người hay tiếp xúc với động vật gặm nhấm hay là những người tiếp xúc với bùn đất, tiếp xúc với cống rãnh nhiều. Bởi vì ở nước tiểu, phân, bùn đất, cống rãnh đấy, có rất nhiều Leptospira. Nếu như chân tay chúng ta bị xây xát, nó sẽ nhiễm vào cái nơi xây xát đấy và vào máu chúng ta, nó gây bệnh. Bệnh này thường là lây lan từ động vật gặm nhấm nhé, ví dụ như chuột, sang người qua da bị xây xát hoặc là cái niêm mạc khi tiếp xúc nhé. Thế thôi. Đấy, có thể trên này các nhìn thấy đây là cái sơ đồ lây lan của Leptospira đấy, từ vật gặm nhấm này đó, chuột nhé, ví dụ chuột, từ gia súc này, ví dụ như là châu bò, ngựa, đấy, nó thấm nước tiểu, nó đào thải Leptospira qua nước tiểu, qua phân, và nước tiểu phân đấy nó thấm vào đất và nước, và từ đất và nước đấy nó lây sang sang người chúng ta, lây nhiễm sang người chúng ta. Nếu như chúng ta khi làm việc tiếp xúc với bùn đất mà không có găng tay, không có ủng để bảo vệ, không có đồ bảo hộ lao động, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đấy, đấy là khả năng lây lan của nó. Cái bệnh Leptospirosis diễn biến bao giờ cũng qua hai thời kỳ, hai thời kỳ. Thời kỳ một tức là thời kỳ ủ bệnh trong vòng từ 1 đến 2 tuần, và sau đấy thì sốt cao, sốt cao, sốt cao trong 3 đến 8 ngày, sốt rất cao, sốt liên miên như vậy. Đấy. Thời kỳ 2, thời kỳ 2 thì sốt trở lại do các cơ quan, ví dụ như là gan thận bị tổn thương, và từ đấy nó làm cho người bệnh bị vàng da, albumin niệu cao, các mao mạch giãn, đau cơ, mà xoắn khuẩn phát triển ở thận và đào thải qua nước tiểu. Đấy. Cho nên là với bệnh này nếu như chúng ta điều trị không kịp thời, không triệt để thì rất
ảnh hưởng cái thận và có khi gây viêm thận, viêm thận. Đấy, thì đấy là cái khả năng gây bệnh và sản khuẩn Lactospira gây nên bệnh Lactospirosis như vậy. Vậy chẩn đoán như thế nào? Muốn chẩn đoán Lactospira thì chúng ta cũng có hai cách chẩn đoán. Cách thứ nhất là chúng ta chẩn đoán trực tiếp, cách thứ hai là chẩn đoán gián tiếp. Với trực tiếp thì chúng ta cứ tùy từng thời kỳ, tùy từng thời kỳ mà chúng ta có cách chẩn đoán khác nhau. Ví dụ thời kỳ 1, chúng ta lấy bệnh phẩm từ máu bệnh nhân. Sau khi có bệnh phẩm rồi, chúng ta đưa về phòng xét nghiệm, chúng ta nuôi cấy vào môi trường lọc, mang tên là test kit, mang tên là test kit. Thế thì ở môi trường lỏng này, chúng ta nuôi cấy với cái điều kiện 28 độ C trong vòng từ 6 đến 10 ngày sau thì vi khuẩn đã phát triển trong môi trường test kit này. Đấy. Và chúng ta lắc nhẹ theo hình xoắn ốc thì chúng ta sẽ nhận biết được vi khuẩn đã phát triển có hay không trong môi trường này. Nếu có, chúng ta nhìn thấy cái làn khói giống như làn khói vẫn lên như vậy, màu trắng vẫn như vậy, thì chúng ta sẽ dùng để định loại xem cái Lactospira đấy thuộc vào loại nào và thuộc tuyếp nào, bằng cái phản ứng ngưng kết trên kính kính, bằng phản ứng ngưng kết trên kính kính. Đấy, thì đấy là đối với chúng ta cấy vào môi trường các cách thứ hai ở thời kỳ một là chúng ta từ bệnh phẩm chúng ta tiêm truyền cho chuột lang, chuột lang là cái môi trường rất tốt để cho sản khuẩn Lactospira phát triển, khi nó bị bệnh thì chúng ta sẽ xác định, xác định cũng bằng các phản ứng trên phim kính để định loại nó, đấy, thì đấy là đối với thời kỳ một. Ở thời kỳ 2, lấy nước tiểu của bệnh nhân, sản phẩm ra ngoài, sản phẩm Lactospira. Từ nước tiểu, chúng ta ly tâm lấy cạnh nước tiểu đấy, chúng ta tiêm cho chuột lang. Và khi chuột lang thì bệnh, chúng ta lấy máu chuột lang để cấy máu, để tìm, tìm sản phẩm. Đấy. Thì đấy là với thời kỳ 2. Với phương pháp chẩn đoán gián tiếp, tức là chúng ta đi tìm kháng thể, bằng cái phản ứng ngưng kết tan, tại sao ngưng kết lại còn tan? Bởi vì khi cái số lượng vi khuẩn Lactospira gặp cái kháng thể Lactospira tương đương với nhau thì nó tạo thành ngưng kết, cái cụm ngưng kết các loại có lại Lactospira nó tự ngưng kết với nhau. Nhưng nếu như chúng ta cứ tiếp tục cho kháng thể vào tiếp theo thì cái tương quan đấy nó không thích hợp nữa, lúc này cái kháng thể nó nhiều hơn, cho nên nó làm cho các sản khuẩn Lactospira này không ngưng kết được nữa mà lại tan ra, đấy, cho nên người ta gọi đó là ngưng kết tan, Thế thì cái hiện tượng này do cái ông tên là Martin Davis có thể gọi là tìm kháng thể bằng phản ứng Martin Davis cũng được, hay là bằng phản ứng ngưng kết tan cũng được. Đấy, thì đấy là phương pháp chẩn đoán gián tiếp nha, chẩn đoán gián tiếp của sản phẩm Lactospira. Về nguyên tắc phòng bệnh, chúng ta biết thủ phạm chính, cái nơi chứa vi khuẩn chính đó là gặm nhấm, các loài động vật gặm nhấm, chủ yếu là chuột. Như vậy thì chúng ta phải diệt chuột, để hạn chế nguồn cung cấp Lactospira. Rồi chúng ta phải có phòng hộ lao động cho các đối tượng tiếp xúc với nguồn lây, ví dụ như là
tiếp xúc với nước tiểu, tiếp xúc với phân của chuột, của vật gặm nhấm, tiếp xúc với bùn, tiếp xúc đất, vân vân. Đấy thì bao giờ cũng có đủ cái phòng hộ lao động, cái dụng cụ như là ủng này, găng tay này, quần áo vân vân, để tránh nguồn này. Tiếp nữa là chúng ta có thể dùng vaccine, dùng vaccine ở những người có nguy cơ, nhưng mà dùng vaccine nó hạn chế là chúng ta biết nó có nhiều tuyếp khác nhau, nhiều tuyếp khác nhau. Đấy. Thế mà hiện giờ chúng ta chưa có đủ hết các tuyếp vaccine. Đấy, cho nên là vaccine chỉ giúp chúng ta ngăn được một số tuyếp thôi. Đấy, nó hạn chế như vậy. Về điều trị cũng giống như là ở giang mai, chúng ta dùng kháng sinh cho tôi nhé, dùng kháng sinh ví dụ như là penicillin hay là tetracycline. Đấy thì đấy là về nguyên tắc phòng và điều trị xoắn khuẩn leptospirosis. Thế như vậy, như vậy với xoắn khuẩn, ngoài cái việc mà chúng ta biết được cái tính chất chung của nó ra, tính chất chung của xoắn khuẩn ra, thì tôi cung cấp cho các em hai con xoắn khuẩn như vậy nhé. Con thứ nhất là con xoắn khuẩn giang mai, thứ hai là con xoắn khuẩn leptospirosis, để các em biết và phân biệt nó khác nhau và giống nhau như thế nào. Và cái quan trọng là biết cách chẩn đoán và nguyên tắc phòng bệnh. Bây giờ chúng ta sẽ sang ba con vi khuẩn tiếp theo, hay ba loại vi khuẩn tiếp theo. Ba loại vi khuẩn tiếp theo đó là gì? Đó là Rickettsia, Chlamydia và Mycoplasma. Đấy, ba loại vi khuẩn đó là Rickettsia, Chlamydia và Mycoplasma. Thế thì cả ba loại vi khuẩn này trước đây người ta xếp nó vào cái nhóm trung gian, là nhóm trung gian giữa vi khuẩn và virus, giữa vi khuẩn và virus, vì kích thước của nó thì bé hơn vi khuẩn và lại lớn hơn virus. Tính chất của nó thì lại có những tính chất giống vi khuẩn, có những tính chất giống virus, cho nên người ta xếp vào nhóm trung gian. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì họ không xếp vào nhóm trung gian nữa rồi, họ xếp nó vào nhóm vi khuẩn, nhóm vi khuẩn. Tại sao như vậy? Chốc nữa tôi sẽ trình bày thêm để các em biết rằng là nó là nhóm vi khuẩn, nhóm vi khuẩn. Thế thì mục tiêu của phần này thì chúng ta phải mô tả được đặc điểm chung của Rickettsia, Chlamydia và Mycoplasma. Đấy. Và sau đấy chúng ta nêu được các đặc điểm sinh học của chúng. Thế rồi trình bày được một số bệnh do Rickettsia, Chlamydia và Mycoplasma gây nên. Và cuối cùng là chúng ta trình bày được nguyên tắc phòng và điều trị bệnh do Rickettsia, Chlamydia và Mycoplasma gây nên. Đấy. Thì đấy là có bốn mục tiêu trong phần Rickettsia, Chlamydia và Mycoplasma. Trước hết, chúng ta cùng nhau nói về đặc điểm chung của ba cái loại vi khuẩn này. Ba loại vi khuẩn này nó có đặc điểm chung mà đó là nó giống virus, đồng thời cũng giống vi khuẩn. Thế vậy nó giống virus ở điểm nào? Nó giống virus ở điểm là nó ký sinh nội bào. Đấy, nó ký sinh nội bào, tức là nó phát triển được là phải vào bên trong tế bào nó mới phát triển. Ký sinh nội bào, nó muốn sống phát triển được thì nó phải ký sinh bên trong tế bào. Đấy. Thứ hai là nó phát triển trên môi trường nuôi cấy tế bào, chứ còn các môi trường khác nó không phát triển được. Đấy. Nó không như là con vi khuẩn tả, như vi khuẩn lao hay vi khuẩn bạch hầu vân vân, không có môi trường để nuôi cấy nó, mà chúng ta phải cấy nó vào môi trường nuôi cấy tế bào thì nó mới phát triển được. Đấy, thì đấy nó giống virus là chỗ đấy. Thế còn nó giống vi khuẩn chỗ nào? Nó giống vi khuẩn là nó đều chứa, đều chứa ADN và ARN. Đấy,
Tức là trong bản thân từng con vi khuẩn đấy thì nó đều nó có cả ADN và RNA. À, nó khác với virus đúng không? Virus là chỉ có ADN hoặc RNA thôi. Ở đây nó đều có giống như vi khuẩn là ADN và RNA. Đấy. Thứ hai là nó có cái enzyme, enzyme hay chúng ta gọi là có men đấy, phải không? Chuyển hóa. Đấy. Đấy, cái men này thì virus không có nhé. Đấy, nhưng mà nó có. Đấy. Thứ ba là nó nhạy cảm với kháng sinh. Kháng sinh. Tức là chúng ta dùng kháng sinh để điều trị rất tốt. Hay nói khác là dùng kháng sinh để tiêu diệt cái loại vi khuẩn này rất tốt. Đấy. Và thứ ba là nó sinh sản bằng hình thức phân đôi. Phân đôi nhé. Đấy, tức là giống giống vi khuẩn đúng không? Tự phân đôi, một con thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Đấy. Thế thì chúng ta thấy nó giống virus hai tính chất, nó giống mạng vi khuẩn bốn tính chất quan trọng. Đấy, cho nên mà các nhà khoa học thống nhất đưa ba loại này nhé, Rickettsia, Chlamydia, Mycobacterium vào cái nhóm gọi là vi khuẩn. Đấy. Cho nên chúng ta gọi là vi khuẩn Rickettsia, vi khuẩn Chlamydia và vi khuẩn Mycobacterium. Đấy, đấy là lý do tại sao chúng ta ghép vào nhóm vi khuẩn là như vậy. Trước hết chúng ta sẽ nói về Rickettsia nó như thế nào. Rickettsia như thế nào? Đặc điểm của Rickettsia là chúng ta thấy đa hình thái, đa gen hình thái đây. Đấy. Hình hình que có này đây, đấy, hình que có này đã dài đúng không, vi khuẩn. Thứ hai là hình bầu dục cũng có này nhé, bầu dục này. Đấy. Rồi hình tròn cũng có này, hình tròn cũng có đấy, hình cầu đấy có nhé. Đấy, như vậy là Rickettsia có thể là hình que, hình cầu hay là hình hình bầu dục nhé. Đấy. Rickettsia không di động nhé, không di động được. Và kích thước khoảng là chiều ngang 0,5 micromet, chiều dài khoảng 1 micromet. Đấy. Và nó đứng riêng hoặc thành từng đôi nhé. Đấy, đứng riêng hoặc thành từng đôi. Khi nhuộm theo phương pháp diêm sao, khi nhuộm theo phương pháp diêm sao thì nó bắt màu tím hồng. Đấy, bắt màu tím hồng. Đấy, màu tím các em nhìn thấy rất rõ đấy. Đấy. Nó ký sinh bắt buộc trong tế bào. Đấy, cái tính chất này giống virus, đúng không? Ký sinh bắt buộc trong tế bào. Đấy. Từ đấy, đấy, chúng ta có thể nuôi cấy vào tế bào sống. Ví dụ như là chúng ta nuôi nó vào lòng đỏ bào thai gà nhé, ấp được 7 đến 11 ngày. Đó. Nuôi cấy vào lòng đỏ bào thai gà ấp được 7 đến 11 ngày. Đó. Đấy. Đấy là cái môi trường rất tốt để chúng ta nuôi cấy nó. Đó. Rickettsia sinh sản bằng cách phân đôi. Đó. Đấy, như tính chất chung chúng ta nói rồi. Đó. Đấy. Nó từng một con nó tách đôi ra thành hai. Đó. Nó tách ra. Đó. Đấy. Nó dễ bị tiêu diệt bởi nhiệt độ, độ ẩm và hóa chất. Đó. Có nghĩa là sức đề kháng đã yếu. Đó. Sức đề kháng yếu. Đó. Đấy. Thì đấy là đặc điểm sinh học. Đó. Thế về khả năng gây bệnh, về khả năng gây bệnh thì các em thấy rằng là Rickettsia gây nhiễm cho người chúng ta với những tiến triển khác nhau nhé, gây nhiễm cho tế bào túc chủ hay là cho người chúng ta với những tiến triển khác nhau tùy theo từng bệnh, tùy theo từng bệnh. Thế nhưng mà nó có một cái điểm chung là gì? Một điểm chung là bao giờ cũng có sốt, bao giờ cũng có sốt và bao giờ cũng có phát ban ở da. Đấy, cái bệnh do Rickettsia đấy là bệnh mà rất điển hình, bao giờ có sốt kèm theo phát ban nhé, người ta gọi là sốt phát ban. Thế nên những bệnh nào cứ sốt phát ban là chúng ta phải nghĩ ngay tới Rickettsia. Rickettsia nhé. Đấy. Khi nó gây bệnh thì nó gây tổn thương với mạch máu, mạch máu nhỏ, làm cho cái kiểu như là kiểu viêm hoặc là viêm tắc mao mạch. Chính vì viêm tắc mao mạch cho nên nó mới hình thành nên hiện tượng gọi là phát ban ở da nhé, phát ban ở da. Có những cái nốt
đỏ đó, nhỏ ở da nổi lên rất nhiều, được gọi là những nốt phát ban. Nó lây nhiễm bởi côn trùng tiếp xúc, lây nhiễm bởi côn trùng tiếp xúc. Đấy. Thế thì khi côn trùng tiếp xúc đốt chúng ta, đó, chúng ta đấy, thì nó sẽ lây nhiễm cho chúng ta thông qua phân của con côn trùng đấy nhé, thông qua nước bọt của côn trùng đấy. Đấy. Ví dụ như là con cháy con giận đúng không? Đấy. Khi mà nó đốt chúng ta, nó đốt ra, nó mang mầm bệnh nó đốt chúng ta. Thế thì cái đặc điểm của cháy giận nó đốt đấy, khi đốt chúng ta đấy thì bao giờ nó cũng phóng uế, phóng uế. Đấy. Thế thì cái phân của nó, đấy, phân của nó tồn tại ở cái phía đốt chúng ta, ngứa chúng ta gãi nhé. Đấy thì các rickettsia và nó thông qua cái nơi chúng ta gãi đấy, trước da đấy, nó nhiễm vào vào cơ thể chúng ta. Đấy, đây là cách lây nhiễm, lây nhiễm từ côn trùng tiếp xúc sang người chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới một số bệnh thường gặp, thường gặp do rickettsia gây nên ở Việt Nam chúng ta như thế nào. Đấy, như thế ở Việt Nam chúng ta nhất là ở những vùng trung du nhé, vùng trung du, vùng núi thì ở đấy chúng ta hay gặp những bệnh do rickettsia gây nên nhé, do rickettsia gây nên. Thế thì ở đấy nó thường nổi lên một số bệnh mà chúng ta hay gặp, ví dụ như là bệnh sốt phát ban dịch tễ nhé, sốt phát ban dịch tễ. Bệnh sốt phát ban dịch tễ là do một loại rickettsia provaxsackie gây nên nhé, rickettsia provaxsackie gây nên. Và cái môi giới truyền cái bệnh này là loài giận nhé, loài giận. Thế thì nó giận, những con giận nó ký sinh trên người chúng ta nhé. Đấy. Thế và nó mang cái mầm bệnh này và nếu khi đốt chúng ta thì chúng ta sẽ bị lây nhiễm nhé, từ người này qua người khác qua giận. Thế thì trước đây ở Việt Nam chúng ta nhiều người có giận lắm, nhiều nhiều người có giận, có cháy rất nhiều. Nhưng bây giờ thì nhờ có cái sự tiến bộ là gì, là chúng ta biết vệ sinh rồi, rồi chúng ta có những hóa chất tiêu diệt cháy giận rồi, cho nên nó đỡ đi rất nhiều, nhưng vẫn còn nhé, chưa hết được đâu, vẫn còn đấy. Thế thì chúng ta cũng phải cảnh giác rồi nhé, giác rồi. Thế còn trước đây thì đã rất nhiều những loại cháy giận này, và đây cũng là nguyên nhân để nó gây nên cái bệnh sốt phát ban trì trệ. Tại sao ta gọi là sốt phát ban trì trệ? Vì đây là cái bệnh mà sốt kèm cho phát ban và nó có tính chất lây lan cao, cho nên ta gọi là dịch tễ. Cái bệnh này thường là gặp ở những cái nơi mà lính lính hay hay đóng quân, đấy. Thế thì các em biết rằng là khi ra chiến trường cái điều kiện ăn ở sinh hoạt nó rất hạn chế đúng không? Đấy. Nước không có để mà tắm, không có để mà thay quần áo giặt, đấy, do đó mà xuất hiện nhiều giận, nhiều giận, đấy. Và chính cái giận này nó là cái nguồn để mà lây lan từ người này sang người khác, đấy, cho nên là bệnh này họ thấy ở lính, những người lính là nhiều nhất, tất nhiên những người lính đi chiến trường trước đây thôi, lính bây giờ thì cũng đỡ rất nhiều rồi, đấy, đấy là sốt phát ban chỉ tệ. Cái loại thứ hai là sốt phát ban chuột. Sốt phát ban chuột là do một loại Rickettsia Mogeri gây nên. Rickettsia Mogeri gây nên. Và môi giới truyền bệnh là bọ chuột, là con bọ chuột, con ve chuột. Con ve, con bọ chuột nó ký sinh, nó sống nhờ con chuột. Và nếu con chuột bị bệnh, đấy, thì những con bọ, con ve đấy nó sẽ là cái nguồn truyền bệnh cho chúng ta. Đấy được gọi là sốt phát ban chuột. Và thứ ba là bệnh sốt mò, hay còn gọi là sốt phát ban rừng rú nhé, sốt phát ban rừng rú. Cái loại sốt phát ban mò này là do cái loại Rickettsia corynthalis gây nên, và cái Rickettsia corynthalis gây nên do một
do một cái ông mà tên là Chu Chu Gamoshi tìm được. Cho nên người ta còn gọi cái bệnh sốt mò này với cái tên là Rickettsia Chu Chu Gamoshi. Chu Chu Gamoshi. Đấy. Thì đấy là bệnh sốt mò. Đấy. Môi giới của bệnh này là các loài mò đỏ. Mò đỏ. Đấy. Cái loại mò đỏ các em hình dung là nó rất bé. Nhé. Rất bé. Đấy. Rất bé. Bé như là cái đầu kim. Đấy. Nhưng mà màu đỏ. Màu đỏ. Đấy. Nó tồn tại dưới đất. Dưới đất. Và khi những đứa trẻ nó chơi dưới đất mà nó không mọc một quần, ví dụ như vậy, đấy thì rất dễ để cho những con mò này nó bám vào đấy, vào da, nó đốt đứa trẻ, và nó gây nên cái bệnh nhé, gây nên bệnh này. Đấy, người ta gọi đó là sốt mò, sốt mò. Đấy, thì như vậy tôi lấy ba cái bệnh nhé, là sốt phát ban chỉ tễ, sốt ban chuột và sốt mò để minh họa cho các em biết đây là những bệnh và đây là những bệnh của Rickettsia gây nên nhé, của Rickettsia gây nên. Vậy thì chúng ta phòng bệnh như thế nào? Về phòng bệnh để chúng ta biết rằng đây là bệnh do côn trùng và tiếp tục gây nên, và do đó mà nhất thiết chúng ta tiêu diệt nhé, tiêu diệt côn trùng tiếp tục, ví dụ tiêu diệt rận, tiêu diệt mỏ vậy. Hai là chúng ta phải phát hiện sớm để cách ly bệnh nhân, tránh lây lan. Và thứ ba là chúng ta dùng vaccine nha, dùng vaccine với những bệnh, với những bệnh chúng ta đã có vaccine. Thì đấy là về nguyên tắc phòng bệnh. Thì điều trị, về điều trị, Rickettsia vẫn còn nhạy cảm với kháng sinh, thì chúng ta dùng kháng sinh rất tốt nha, dùng vaccine tốt. Và với bệnh này nó sốt cho nên chúng ta gây và chúng ta mất nước nhiều, nên chúng ta phải bù nước bằng cách uống nhiều nước nha, uống nhiều nước. Đấy, thì đấy là nguyên tắc phòng và điều trị do Rickettsia gây nên. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái nhóm chlamydia. Cái nhóm chlamydia này có đặc điểm là gì? Đặc điểm là hình cầu. Đấy, cầu. Đấy, chúng ta nhìn thấy đây. Hình cầu. Đây. Còn đây là tế bào nhé. Đây là tế bào. Đây là nhân tế bào. Đây, nó là hình cầu. Thế thì với hình cầu, nhưng mà cái loại chlamydia này thì không di động được nhé, không di động được. Kích thước khoảng là từ 0,3 đến 1 micromet. Với chlamydia chúng ta có thể nhuộm bằng phương pháp xanh methylen kiềm. Có thể nhuộm bằng phương pháp xanh methylen kiềm. Về chlamydia thì các em biết rằng là nó ký sinh bắt buộc trong tế bào. Ký sinh bắt buộc trong tế bào, nó ra ngoài khỏi tế bào là nó chết. Cho nên nó phải ký sinh bắt buộc trong tế bào. Những tế bào mà chúng ta có thể nuôi nó được đó là tế bào bào thay gà, tế bào chuột nhắt trắng hay tế bào thận khỉ. Những tế bào này chúng ta có thể dùng để nuôi chlamydia. Với chlamydia thì chúng ta thấy cái khả năng đề kháng của nó dễ bị tiêu diệt bởi nhiệt độ và tia cực tím cũng như là hóa chất. Và hiện giờ người ta đã tìm thấy tới bốn loại chlamydia. Cái tên của nó là gì? Là thứ nhất là chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis. Thứ hai là chlamydia Citasi. Thứ ba là chlamydia Becquerum. Và thứ tư là chlamydia pneumoniae. Trong bốn loại này nhé, chúng ta thấy chlamydia trachomatis và chlamydia pneumoniae là hay gây cho người nhất. Hai nhóm là gây cho người nhất nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói về con chlamydia trachomatis này. Nó gây chúng ta cái bệnh gì? Gây bệnh gì? Đấy, chúng ta thấy gây chúng ta hai bệnh khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ nói về khả năng gây bệnh của chlamydia trachomatis. Với chlamydia trachomatis
nó gây cho chúng ta hai bệnh chính ở người. Đó. Là bệnh thứ nhất là gì? Bệnh thứ nhất người ta gọi là bệnh mắt hổ, bệnh mắt hổ, hay dân gian chúng ta thường gọi là bệnh đau mắt hổ nhé, bệnh đau mắt hổ. Đó. Đau mắt có hổ cho nên ta gọi là bệnh đau mắt hổ. Đó. Đấy. Cái bệnh đau mắt hổ này khi chúng ta lật mí mắt đây nha, đây chúng ta lật mí mắt đây. Đấy. Thì các em thấy rằng là ở kết mạc đó, ở kết mạc đấy gồm rất nhiều hổ, rất nhiều hổ này đấy, rất nhiều hổ. Đấy, nhìn rất rõ đấy. Đấy. Đấy, rất nhiều hổ cho nên ta gọi là đau mắt hổ là như vậy đấy. Đấy. Khi mà chúng ta điều trị nó bị biến chứng đấy, thì nó sẽ bị loét loét này đó, và bội nhiễm và có thể thành sẹo nhé. Đấy, và nếu như nghiêm trọng quá thì có thể bị mù loà nếu chúng ta điều trị không kịp thời đấy, thì đấy là cái bệnh đau mắt hổ nó là như vậy đó. Thăm khám rất dễ dàng thôi nhé, chúng ta lật mắt lên chúng ta thấy ở kết mạc có hổ, đấy là bệnh đau mắt hổ nhé, rất đơn giản như vậy. Đấy. Đấy. Thế thì cái bệnh này là do chúng ta nhiễm phải không? Cái loại rickets, cái loại chlamydia trachomatis. À, vì chúng ta có thói quen ví dụ như là ở vùng nào đấy có thói quen dùng chung chậu rửa mặt đúng không? Đấy, có thể dùng chung khăn mặt. Đấy, dùng chung khăn mặt. Thế thì nó lây nhiễm từ người này qua người khác. Đấy, thì đấy là bệnh mắt hổ nhé, hay là bệnh đau mắt hổ. Đấy. Đấy. Lại bệnh thứ hai cũng do con vi khuẩn này gây nên. Đó, đó là viêm đường tiết niệu sinh dục. Đấy, viêm đường tiết niệu sinh dục. Nha. Thế thì đối với nữ á, thì cái con vi khuẩn này nó làm cho viêm niệu đạo, viêm cổ tử cung, viêm vòi trứng, viêm buồng trứng và dẫn đến vô sinh. Nha. Đấy, nữ là như vậy. Còn nữ nam thì nó cũng làm viêm niệu đạo, viêm bào tinh hoàn, viêm tinh hoàn, nha, viêm tinh hoàn. Đấy. Thế còn ở trẻ sơ sinh đó, thì nó làm cho đứa trẻ bị viêm kết mạc lây qua sau thai khi sinh. Khi sinh. Đấy, thì đấy là cũng là một con vi khuẩn Chlamydia tôi không thích, nhưng mà nó gây nên hai loại bệnh khác nhau ở hai vị trí khác nhau nhá. Ở mắt người ta gọi là bệnh đau mắt hổ, ở ở đường sinh dục thì người ta gọi là bệnh viêm đường tiết niệu sinh dục nhá, sinh dục. Đấy. Thì đấy là khả năng gây bệnh của Chlamydia trachomatis. Vậy phòng bệnh như thế nào? À, muốn phòng bệnh tốt, chúng ta phải phát hiện càng sớm càng tốt nhé. Phát hiện sớm để điều trị triệt để, nhất là bệnh đau mắt hổ đấy, tránh mù là. Rồi chúng ta không được dùng chung khăn mặt nhé, không được dùng chung khăn mặt, không được dùng chung chậu rửa mặt. Đây là thói quen ở gia đình của chúng ta ở nông thôn là chúng ta hay dùng chung chỗ này lắm. À, đấy. Thế rồi mà chúng ta dùng nước bẩn cũng rất nguy hiểm nhé, rất nguy hiểm. À, bây giờ cái nguồn nước sạch chúng ta không phải ở đâu chúng ta có dùng nguồn nước sạch được. À, ngay Hà Nội chúng ta cũng chưa có nước sạch để mà dùng. À, đấy, có nơi chúng ta vẫn dùng nước bẩn. Thế thì đấy là những nguồn mà chúng ta thấy mà có thể gây bệnh cho chúng ta. Này, cho nên là muốn phòng bệnh được thì cái môi trường vệ sinh môi trường quan trọng lắm. Phải dùng nước sạch nhé, không được dùng chung khăn mặt hay là chậu rửa mặt, đấy rất quan trọng như vậy. À, đấy. Thì đấy là đối với phòng bệnh. Về điều trị chúng ta cũng phải dùng kháng sinh để điều trị được. À, đấy, thì đấy là đối với chlamydia. À, tiếp theo chúng ta sẽ nói về mycoplasma. À, đây là con vi khuẩn cuối cùng chúng ta nói tới. Thế con vi khuẩn mycoplasma có đặc điểm gì? À, vi khuẩn Mycoplasma đó, là vi khuẩn bé nhất trong các loại vi khuẩn, bé nhất của vi khuẩn. À, nó bé khoảng là từ 0,15 đến 0,25 micromet, đấy, bé nhất, đó, đấy, bé nhất của vi khuẩn. Nhưng so với virus nó vẫn còn lớn, đúng không? Vẫn còn lớn hơn virus. Đó. Nó là đa hình thái, nhé, đa hình thái. À, có thể là hình thoi, đó, hình thoi, hình gậy, đó. Đấy, hay là hình cầu đó, hình cầu đấy, đa hình thái rồi đó. Nó không có vách, không có vách đó.
Đây là loại vi khuẩn duy nhất không có bệnh nha. Đây là vi khuẩn duy nhất không có bệnh. À, đấy, khi chúng ta học về cấu trúc vi khuẩn chúng ta biết à, à, vi khuẩn có vách nha, có vách, hầu hết vi khuẩn có vách à, trừ mycoplasma, có nghĩa là trong vi khuẩn chỉ có mycoplasma là không có vách, còn lại tất cả vẫn đều có vách hết nha. Đấy, mycoplasma không di động được nha, không di động được, nó sống ký sinh nội bào, ký sinh nội bào, nó phát triển được ở môi trường nhân tạo à, à, môi trường nhân tạo, nhiệt độ thích hợp phát triển từ 35 đến 37 độ C à, à, đấy, đấy là à, những đặc điểm rất quan trọng à, đối với mycoplasma chúng ta phân biệt với các loại thực khác à, đấy. Về khả năng gây bệnh à, khả năng gây bệnh thì chúng ta thấy mycoplasma à, hiện giờ đang tồn tại 6 loại à, 6 loại gây bệnh cho người nha. Tồn tại 6 loại mycoplasma gây bệnh cho người. Trong đấy đáng chú ý nhất là hai loại. Là hai loại. Loại thứ nhất là mycoplasma pneumoniae nha. Đấy. Thứ nhất là mycoplasma pneumoniae. Đó. Cái loại vi khuẩn này nó gây viêm phổi cho chúng ta nha. Gây viêm phổi chúng ta. Đấy. Nó có thể gây viêm phổi mọi lứa tuổi. Mọi lứa tuổi. Nhưng hay gặp nhất vẫn là ở trẻ em nhé, vẫn là ở trẻ em. Đấy. Loại thứ hai là mycoplasma hominis, à, hominis. Cái loại mycoplasma hominis này à, à, nó thường gây viêm à, ví dụ như là viêm âm đạo à, viêm tuyến Bartholin à, à, rồi viêm niệu đạo ở nam. Đấy, thế thì à, với à, khả năng gây bệnh chúng ta thấy à, mycoplasma nó cũng gây ra nhiều bệnh khác nhau như vậy nhé, à, ở các lứa tuổi khác nhau như vậy. À, vậy nguyên tắc phòng như thế nào? À, để phòng bệnh, à, chúng ta vẫn áp dụng phương pháp là phát hiện càng sớm càng tốt để cách ly bệnh nhân. Và à, chúng ta đã có vaccine để phòng những bệnh này rồi, nên chúng ta dùng vaccine rất tốt. À, để điều trị, à, là chúng ta dùng kháng sinh thích hợp để điều trị. Đấy. Như vậy là chúng ta thấy à, à, đối với ba à, loại và Rickettsia, à, Chlamydia, Mycoplasma à, à, là vi khuẩn nhé, à, nó có đặc điểm khác nhau à, à, tuy là có những đặc điểm chung nhưng có những đặc điểm khác nhau và nó gây ra nhiều bệnh khác nhau à, à, những bệnh này à, à, nó đều có tính chất à, dịch tễ và có tính chất lây lan mạnh nhé, lây lan mạnh. Đấy. Và à, qua đấy chúng ta à, phân biệt được à, những cái bệnh do Rickettsia gây nên thế nào, à, những bệnh à, do Chlamydia gây nên thế nào và những bệnh do Mycoplasma gây nên thế nào nhé. Đấy. Như vậy à, chúng ta đã kết thúc được toàn bộ phần vi khuẩn gây bệnh nhé. Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp ở Việt Nam chúng ta à, đấy, bao gồm cầu khuẩn, trực khuẩn, xoắn khuẩn và à, cái nhóm mà chúng ta trước đây gọi là trung gian, đó là Rickettsia, Chlamydia và Mycoplasma. Đó, này. Và chúng ta kết thúc phần các vi khuẩn gây bệnh tại đây. Nhé, tại đây. Đó, này. Bây giờ chúng ta giải lao, nhé, giải lao. Để chúng ta chuyển sang